Chàng ngốc chọn vợ. Ngày xưa có một chàng thanh niên mồ côi cha mẹ từ tấm bé, diện mạo lại cục mịch xấu xí, được người làng nuôi cho khôn lớn. Người ta quen gọi chàng là mồ côi. Mồ côi càng lớn càng làm khỏe, không có ruộng vườn, ngày ngày chàng đem sức đổi lấy hai bữa ăn. Anh mồ côi, anh làm việc từ sáng sớm tới đêm khuya, chắc là anh đói rồi, anh ăn đi. Chàng nghỉ ngơi uống nước đã, kẻo mệt. Thằng mồ côi vừa xấu xí vừa nghèo khổ, thế mà con gái làng mình ai cũng quý mến nó. Đã thế mình tìm cách đuổi nó khỏi làng cho bỏ tức. Vì ghen tức với mồ côi mà trai làng tìm cách đánh đập chàng. Không còn cách nào khác, mồ côi đành bỏ làng ra đi. Chàng tới một ngôi làng khác xin làm thuê để kiếm sống. Người muốn xin làm thuê sao? Để ta nghĩ xem người có thể làm được gì. Tuy nó hơi xấu xí nhưng trông khá khỏe mạnh, hẳn là nó có đủ sức hái cho ta cả một rừng trám. Người hãy hái hết 200 cây trám cho ta, ta sẽ trả cho người 500 lạng bạc. Vâng, tôi sẽ cố gắng ạ. Tốt lắm, tốt lắm. Hôm nay nhờ có thằng mồ côi mà ngày nào mình cũng bán hàng xe bò trám, chúng ta giàu to rồi. Phải, tôi đã nói là nó rất khỏe lại chăm chỉ mà. Nhưng mà nó sắp hái hết 200 cây trám rồi, không lẽ mình phải trả nó 500 lạng bạc tiền công cho nó sao? Làm gì có chuyện đó, tôi đã tính cả rồi. Đây là cây trám cuối cùng rồi. Phải rồi, cây trám thứ 200. Người cứ hái nốt cây trám này, ta sẽ trả cho người 500 lạng bạc như đã nói. Cảm ơn phú ông. Ông ơi, ông mang thang đi đâu đấy? Mau cho tôi xuống với, đừng bỏ đi. Vì cây trám vừa to lại vừa cao nên mồ côi không có cách nào trèo xuống được. Chàng ngồi trên cây bao nhiêu ngày mà không được ăn, khiến bụng đói lạ, cơ thể mệt mỏi, không còn sức sống. Cho tới một hôm, ông là ai ạ? Ta là thần núi, ta tới đây để giúp con. Con là một chàng trai chăm chỉ, hiền lành nên ta giúp. Ta sẽ cho con thứ này. Ta cho con một chiếc rìu để có thể chặt củi kiếm sống. Còn hai viên thuốc này, một viên uống vào sẽ khỏe mạnh, một viên uống vào sẽ trở nên khôi ngô tuấn tú. Con đa tạ thần núi. Cháu chào bác. Bác có cần người làm thuê không ạ? À? Ta đốn củi để nuôi 6 cô con gái, lấy đâu ra tiền để thuê cậu làm việc chứ? Vậy để cháu giúp bác đốn củi. Cậu thì làm được gì chứ? Bác cứ thử xem. Trông vậy nhưng cháu rất khỏe đấy ạ. À. Ừ, vậy cậu giúp tôi đốn củi xem nào. Đây là viên thuốc giúp mình có sức khỏe, mình sẽ uống xem sao. Cậu không những khỏe mạnh mà còn rất nhanh nhẹn. Cậu hãy về nhà tôi, ở cùng với gia đình tôi nhé. Thế là bồ côi được bác tiều phu cho về nhà mình ở. Hàng ngày chàng lên rừng đốn củi cùng bác. Đây là 3 cô con gái của ta. Còn các con, đây là chàng mồ côi đã giúp ta đốn củi. Từ nay cậu ấy sẽ ở cùng với chúng ta. Trời ơi, anh ta xấu xí quá. Sao có thể cho một người xấu xí như vậy ở chung nhà cơ chứ? Chúng con không thích anh ta ăn cơm cùng đâu ạ. Chàng ăn nhiều vào cho có sức. Cảm ơn nàng. Thấy chàng mồ côi chăm chỉ, hiền lành, lại thấy chàng khá thân thiết với cô con gái út, bác tiều phu liền cho họ nên duyên vợ chồng. Em đồng ý lấy người xấu xí như vậy sao? Thật là xấu hổ, rồi cả làng sẽ cười lăn ra khi thấy em có người chồng xấu xí như vậy cho mà xem. Thần núi cho ta viên thuốc này, dặn là uống vào sẽ trở nên khôi ngô, ta sẽ thử xem sao.
Vậy là lễ cưới của chàng mồ côi và cô con gái út nhà bác Kiều Phu. Trong sự ngạc nhiên và ghen tị của hai cô chị, nhờ chăm chỉ và có một sức khỏe phi thường, chàng mồ côi nhanh chóng có của ăn của để và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Khả năng của con. Hôm nay đánh được nhiều cá quá con trai nhỉ? Quen, nhiều cá thế này nhà mình sẽ đem ra chợ bán chứ ba. Dĩ nhiên rồi, rủng rỉnh được ít tiền, ba sẽ để con tiếp tục đi học. Con thấy học khó lắm ba ơi, mà chẳng có gì hay cả. Thôi, ba cho con theo nghiệp ba, không cần phải học nữa. Muốn làm nghề gì á thì trước tiên cũng phải học lấy kiến thức đã, nếu không con sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Bà đây, con có muốn học bơi không, Minh? Học bơi ạ? Nhưng con biết bơi rồi mà ba. Muốn theo nghiệp của ba, trước hết con phải học bơi thật giỏi. Ba con mình sẽ lấy điểm xuất phát làm mỏm đá kia nhé. Vâng. Đào, bắt đầu nhé. Con sẽ bơi từ đây ra hướng mặt biển đằng kia. Con sẵn sàng chưa? Trước mặt là biển mênh mông, có gì ngoài đó đâu mà phải bơi ra cho mệt hả ba? Vậy là ngay bước đầu tiên con đã muốn bỏ cuộc và là kẻ thất bại rồi sao? Làm sao con biết chắc chắn ngoài kia không có gì mà không bơi ra? Nhưng lỡ con bơi ra rất xa rồi mà mệt quá thì phải làm sao ở giữa biển mênh mông mà? Được rồi, vậy ba sẽ chạy thuyền theo phía sau con nhé. Chúng ta bắt đầu được chưa? Vâng. Thôi được, để ba giúp con lên. Ôi, mệt đứt cả hơi. Ba lại nghĩ con còn có thể bơi được xa hơn nữa cơ. Xa hơn nữa? Con đã bơi được một đoạn rất xa rồi còn gì. Mình còn nhìn thấy bờ đâu ba. Nhưng con vẫn chỉ bơi trong giới hạn nhất định của mình thôi, đúng không nào? Ít nhất là con cũng theo ý của ba bơi, để biết được khả năng của mình bơi được bao xa rồi còn gì. Và con thấy con bơi được rất xa đấy chứ. Trời ơi, khói, ba ơi. Minh, mau bơi vào bờ đi con, thuyền sắp chìm rồi. Ba, sao cơ? Mau nhảy xuống bơi vào bờ, nhanh lên. Chỉ một chút nữa thôi, cố lên nào. À, thoát rồi. Còn ba. Ba. Ba ơi, thuyền không bị chìm, cho ba lại bảo con, nó sắp chìm chứ. Ba muốn xem khi không có ba bên cạnh thúc giục, nâng đỡ, khi không có chiếc thuyền an toàn để con đứng trên đó, con sẽ tự mình bơi như thế nào? Sao cơ? Ba có biết con đã rất sợ hãi, chỉ cắm đầu vào bơi mà không nghĩ gì không? Con có biết khi con không còn thứ gì để bám vào, không còn thứ gì để nâng đỡ, bảo vệ, con đã bơi được rất xa, rất nhanh, quãng đường còn xa gấp đôi quãng đường mà con bơi trước đó. Thật hả ba? Đừng bao giờ tự giới hạn năng lực của mình, hãy tiếp tục đi học con nhé. Ba, con hiểu rồi. Thủ đoạn giành chiến thắng. Nào cả lớp, hôm nay cô muốn thông báo với các em một tin vui, là cả trường ta sẽ có hai em tham dự cuộc thi sáng tác truyện tranh quốc tế Việt Nhật, đó là em Nam và Quân. Chúc mừng hai em. Phần thưởng đặc biệt dành cho người giành giải nhất cuộc thi là được gặp họa sĩ sáng tác truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản, Masuki. Wow, được gặp họa sĩ Masuki cơ đấy. Hai cậu sướng nhé. Quân, lần này cậu phải giành giải nhất đấy. Chẳng phải thành tích của cậu rất tốt hay sao?
Cậu luôn đứng nhất trường ta mà. Cuộc thi lớn như vậy, chắc sẽ có nhiều bạn giỏi hơn tớ. Nhưng nhất định tớ sẽ cố gắng. Sao lúc nào cũng là cậu ấy? Mình cũng muốn giành giải nhất. Mình sẽ cố gắng hết sức. Trong vòng một tuần, hai em hãy hoàn thành bản thảo của mình và đem đến trung tâm nộp nhé. Vâng ạ. Không biết Quân vẽ theo phong cách nào nhỉ? Cậu ấy lại vẽ rất đẹp nữa chứ. Thôi, mình cứ cố gắng vẽ đẹp nhất có thể vậy. Làm sao để mình có thể vượt qua được cậu ấy đây? Làm sao để được gặp Masuki đây? Nam, cậu đến rồi à? Chờ tớ với. Quân, mau lên nào. Nhanh thật, vậy là đã đến ngày nộp bản thảo rồi. Tớ thấy lo lắng quá. Đừng lo, tự tin lên. Dù kết quả thế nào thì bọn mình đã rất cố gắng rồi. Ừ. Quân, cậu đến đây nộp bản thảo cho cuộc thi vẽ tranh à? An, Quốc, sao hai cậu lại ở đây? Tớ tưởng các cậu phải ở Nhật rồi chứ. Cậu đợi tớ một lát, rồi hãy vào nộp nha. Ừ, cậu đi đi. Không biết câu chuyện của cậu ấy như thế nào. Cậu ấy tự tin thế chắc phải làm tốt lắm. Nếu vậy thì mình làm sao mà giành giải nhất được? Không được, ước mơ của mình là gặp được họa sĩ Masuki. Đây là cơ hội để mình thực hiện ước mơ đó. Hay là mình thử xem câu chuyện của cậu ấy một chút. Ôi, cậu ấy vẽ đẹp quá. Cậu ấy sáng tác câu chuyện hay thật. Cứ thế này cậu ấy sẽ giành giải nhất mất. Phải làm sao đây? Không ai thấy đâu. Đi thôi, Nam. Xin mời các bạn đến nộp bản thảo cho cuộc thi vẽ truyện tranh quốc tế Việt Nhật. Đi vào phía bên trong. Bọn mình vào trong thôi, kẻo muộn. Đi thôi. Không sao cả, chỉ cần gặp được họa sĩ Masuki thì sẽ không ai biết chuyện mình đã làm. Nộp xong bản thảo tớ mới thấy hồi hộp chờ kết quả đây Nam ạ. Nam, sao tờ bản thảo của tớ lại ở đây? Cậu đã làm gì? Tớ không nghĩ cậu lại làm như thế. Quân có tố cáo mình không? Chắc hôm nay cậu ấy nói hết mọi chuyện cho các bạn ở lớp rồi. Trời ơi, có lẽ cả trường biết chuyện rồi cũng nên. Các bạn sẽ chế nhạo mình, thầy cô sẽ trách phạt, có khi còn đuổi học mình nữa. Nam à, sao hôm nay cậu không đi học? Cậu biết tin chưa? Cậu giành giải nhất cuộc thi vẽ truyện tranh đấy. Sao? Mình được giải nhất? Quân đã không nói ra sao? Cậu đến tìm tớ có việc gì? Quân, tớ xin lỗi. Giờ này cậu còn xin lỗi thì có ý nghĩa gì chứ? Bây giờ cậu đã đạt được ước mơ rồi đấy. Cậu vui chưa? Vì sao cậu không tố cáo tớ? Tớ đã định nói ra sự thật. Nhưng nếu tớ nói ra chắc chắn cả trường mình sẽ biết cậu gian lận. Tớ không thể làm vậy. Bởi vì cậu là bạn tớ. Tớ không muốn bạn mình phải xấu hổ và bị bêu xấu. Tớ không muốn điều tồi tệ đến với cậu. Quân, bây giờ tớ thật sự xấu hổ về những gì mình đã làm. Cảm ơn cậu. Tớ sẽ xin rút khỏi giải thưởng. Tớ nghĩ cậu không cần làm thế, vì cậu vẽ rất giỏi mà. Nếu cậu tự tin vào khả năng của cậu, chắc chắn cậu sẽ chiến thắng. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng và cạnh tranh công bằng ở những cuộc thi sau nha. Ừ, cảm ơn cậu, Quân à. Khi lòng tốt hiện hữu. Liz, trông cậu có vẻ mệt mỏi. Cậu chắc là cậu muốn tăng ca tiếp chứ? Mình không sao. Thôi, tớ về đây. Chào cậu. Bye. Hiện tại, lực lượng chức năng với các xe cứu hỏa đã dập tắt đám cháy và cứu những người bị mắc kẹt trong tòa nhà thoát nạn. Những người lính cứu hỏa tuyệt vời. Trong lúc mọi người chạy đi,
thì các anh lại lao mình vào đám cháy. Hết ca rồi, đóng cửa hàng thôi. Cho chúng tôi hai suất mì trộn. Dạ, các anh ngồi đi. Thật may là không có người nào thiệt mạng, và chúng ta cũng đã an toàn trở về. Đúng vậy, tòa nhà đó quá cũ, hệ thống báo cháy tê liệt, chúng ta đã làm hết sức có thể rồi. Tôi có xem tin tức về vụ cháy đó, thành phố thật may mắn vì đã có những người lính cứu hỏa như các anh. Ồ, đó là công việc và trách nhiệm của chúng tôi thôi mà. Bất kể đó là nhiệm vụ, nhưng các anh đã rất dũng cảm và mạnh mẽ. Suất mì đặc biệt này tôi mời hai anh. Cảm ơn vì tất cả những gì các anh đã làm. Cô thật là một người tốt bụng. Có gì đâu ạ. Tôi là Tim. Tôi là Pao. Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi là Liz. Chúc hai anh ngon miệng. Thì thoảng nhớ ghé cửa hàng chúng tôi nha. Ồ, tất nhiên rồi. Nhất định chúng tôi sẽ thường xuyên tới. Đúng rồi, tôi phải chia sẻ điều tuyệt vời này mới được. Không hiểu sao hôm nay quán đông khách thế. Đông khách thì chúng ta càng được thêm tiền chứ sao. Cậu bê đĩa trứng này tới bàn 12 nhé. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc cậu sẽ đủ tiền mua xe lăn cho ba thôi. Ừ. Nè, cậu vào mạng xã hội chưa? Có tình hot lắm. Cái gì hot thế? Lúc nãy có một vị khách hỏi tớ có phải là Liz không? Rồi còn cho tớ xem status của một người, trong đó có tên của cậu đó. Đâu? Đây nè, điều ấm áp nhất cùng Liz tại quán Coffee and Fast Food. Hơn 7.000 lượt thích và rất nhiều chia sẻ. Cậu biết anh chàng này à? À, đúng rồi, anh ấy chính là Pao, anh chàng cứu hỏa. Hôm trước anh ấy đến cùng một người nữa, tớ có mời hai người đó bữa tối. À, vậy là tớ đã hiểu vì sao quán mình trở nên đông khách đến vậy. Cô Liz. Anh Pao, sao anh lại ở đây? Tôi đến thăm một người bạn bị tai nạn, nằm ở viện này. Xin lỗi, đây là ba tôi. Chào bác. Ba tôi bị bại liệt, ảnh hưởng đến cả việc nói chuyện và giao tiếp. Hầu hết quãng thời gian này, ông phải nằm viện để các bác sĩ tiện theo dõi. Ba à, nhờ anh Pao đây mà con đã sớm có đủ tiền để đóng viện phí và mua cho ba chiếc xe lăn này đó. Ồ không, chính xác là nhờ cô đấy chứ. Nhờ hai bát mì trộn mà cô đã mời chúng tôi trong đêm làm việc vất vả đó. À, anh Pao, có điều này tôi muốn hỏi ý kiến của anh. Tôi định kêu gọi cộng đồng tham gia dự án gây quỹ hỗ trợ những người bị bại liệt. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi ủng hộ cô. Chắc chắn là chúng tôi sẽ chia sẻ và kêu gọi cùng cô trong chiến dịch này. Thật tuyệt vời. Cảm ơn anh. Vậy tôi sẽ bắt tay vào làm ngay. Hy vọng chúng ta sẽ thành công, Pao ạ. Phim dựa trên câu chuyện có thật ở Mỹ. Một lời khen ngợi. Cậu kia, đi đâu mà như ăn cướp vậy? Bác, cầm gì mà lắm đồ thế này? Lại còn đẩy xe cát to nữa. Cậu quay lại nhìn phía sau lưng mà coi. Cậu làm ăn cẩu thả như thế này thì vừa phí phạm nguyên liệu, vừa tốn công sức. Đúng là đồ nhóc con, hùng hục mà cẩu thả. Ôi trời ơi, lão Bao lại tức giận nữa kìa. Từ sáng đến giờ, lão ấy nổi khùng vài lần rồi đấy. Người đâu mà khó chịu cọc cằn. Sao lão không im lặng mà làm việc của lão? Mọi người ai cũng mệt mỏi vì công việc rồi, mà phải nghe thêm những lời cáo gắt của lão thì làm sao chịu nổi. Mà những người trẻ tuổi mới vào làm là lão ấy mắng ghê lắm. Ai bỏ quên thùng sơn ở đây thế này? May quá, thùng sơn ở đây rồi. Này cậu,
Làm ăn tắc trách thế hả? Alex. Ôi, bác đốc công trưởng. Cháu mới quản lý các nhóm thợ một thời gian. Cháu thấy họ thế nào? Mọi việc ổn cả chứ? Dạ, rất ổn bác à. Cháu thấy các công nhân trẻ đều rất hăng hái làm việc. Họ rất hòa đồng với nhau và nghe lời cấp trên. Chỉ có gì? Chỉ có một người rất kỳ quặc, luôn làm những công nhân khác khó chịu, dè chừng. Ông Pao bác ạ. Ông ấy là người rất tốt và tình cảm, lại rất cẩn thận và có trách nhiệm với công việc nữa. Nếu bỏ cái tính nóng nảy đi thì ông ấy xứng đáng được yêu mến và tôn trọng nhất công trường này. Ông Pao là một công nhân luôn đến đúng giờ và về rất muộn. Những công việc ông ấy làm luôn đạt năng suất và hiệu quả tốt. Bác rất tin tưởng ông ấy. Thật vậy ư? Đâu rồi nhỉ? Trời ạ, quên mất đồ ăn trưa rồi. Cùng ăn nhé. Cháu cảm ơn bác. Bác thật tốt bụng. Tốt bụng ư? Ở công trường mọi người luôn nói tôi xấu tính, dị hợm mà. Cũng không hẳn vậy đâu bác. Bác có biết đốc công trưởng nói về bác thế nào không? Ông ấy là người rất tốt và tình cảm, lại rất cẩn thận và có trách nhiệm với công việc nữa. Nếu bỏ cái tính nóng nảy đi thì ông ấy xứng đáng được yêu mến và tôn trọng nhất công trường này. Ông Pao là một công nhân luôn đến đúng giờ và về rất muộn. Những công việc ông ấy làm luôn đạt năng suất và hiệu quả tốt. Bác rất tin tưởng ông ấy. Ông ấy đã nói thế về tôi sao? Vâng ạ, bác đốc công trưởng rất tin tưởng và yêu mến bác. Cháu cũng mong bác sẽ là người đóng góp thúc đẩy công việc tiến triển. Vậy sao? Chúc một ngày làm việc tốt lành, hai chàng trai. Dạ vâng. Chúc một ngày tốt lành, ông Pao. Cẩn thận kìa cậu Tron. Cảm ơn bác. Cuối cùng con đập cũng hoàn thành rồi bác ạ. Đó là nhờ công sức của cháu và của tất cả mọi người ở đây. Con đập cũng hoàn thành rồi, có phần rất nhiều của bác đấy. Thưa bác phó đốc công, tôi được trở thành phó đốc công cũng là nhờ cậu đấy, Alex. Từ hôm được nghe những lời khen ngợi của đốc công trưởng dành cho tôi, tâm trạng tôi vô cùng vui vẻ. Tôi cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp và không còn cảm thấy bực tức với mọi người xung quanh nữa. Vì vậy, ông đốc công trưởng đã cân nhắc tôi lên vị trí này. Cháu cũng không ngờ rằng những câu nói ấy lại có sức mạnh lớn lao đến vậy. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.